Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Rất vui được gặp các bạn thông qua video ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay về mẫu xe Swift FE của Yamaha. Đó là dòng Swift FE 2023 và 2024 ở phiên bản dành đúc, còn gọi là bánh mâm các bạn. Có tất cả là 5 màu nha các bạn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn có tham khảo thêm nhiều cái mẫu màu mới ở phiên bản phanh đĩa, bánh căm và phanh cơ, các bạn có thể click vào đường link mình để dưới phần mô tả để tham khảo nhiều thêm nhiều cái mẫu màu mới của Yamaha nha. Thì nói về cái mẫu xe Swift FE thì tất cả các bạn đã biết về 3 phiên bản cùng với một cái màu số màu sơn mới nhất của Yamaha. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay tất cả là 5 màu cho phiên bản dành đúc nha các bạn. Thì với một cái kiểu dáng bắt mắt, các chi tiết thân xe thay đổi theo cái hướng tinh tế thanh lịch các bạn. Một cái phong cách thiết kế gợi lên liên tưởng đàn anh là Center nha các bạn. Tại vì mẫu xe số á, thường thường nó liên quan với nhau hết tất cả các bạn. Như là si thường nè, ship y, Jupiter, Jupiter Fin, Center đó, nó có một cái mối liên quan mặt tiết với nhau. Thì mình sẽ giới thiệu từng màu cho các bạn tham khảo nha. Màu mình đang quay cho các bạn đó là màu xám ánh xanh bạc đen, một cái mẫu xe được phối giữa ba cái màu các bạn. Thì ở phiên tất cả các phiên bản dành đúc á, còn gọi là bánh mâm á, đa số là GC hết nha các bạn. Đó, mặt nạ trước thì được phối một cái màu đen bóng với hai cái yếm là màu xám ánh xanh, được phối một cái yếm trong là màu bạc đó các bạn, và màu đen là ở mặt nạ nha. Phiên bản mình đang quay cho các bạn là GC nè nha. Đó, một cái mẫu xe được thiết kế một cái mẫu tem, mình nhìn hầu như tất cả các phiên bản GC mẫu tem nó cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn. Một cái mẫu tem như màu xanh này các bạn, được phối một cái chữ GC mạ gom sáng với một cái mẫu tem là chữ Swift các bạn. Một cái viền màu đen với những cái hoa văn màu xanh cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Kế tiếp là màu đỏ đen, được phối một cái, đa số thì tất cả các mẫu tem của Swift FE các bạn, mình nhìn hầu như là phiên bản bánh mâm là giống nhau hết các bạn. Bánh căm thì nó cũng na ná giống nhau hết, nó chỉ khác ở màu thôi các bạn. Mỗi cái phiên bản thì nó có một cái tem đặc trưng của nó. Màu đỏ đen thì pha lẫn giữa màu đỏ ở sườn sau, yếm trong màu đen và hai cái yếm ngoài trước là màu đỏ, và thêm một cái mặt nạ màu đen, nó xen lẫn giữa đỏ giữa đen để nó tạo nên một cái sự đối lập là sáng tối, cũng như nó tôn lên một cái nét đẹp ở phiên bản màu nha các bạn. Đó, một cái mẫu màu đỏ hầu như là cực kỳ là tinh tế luôn, nhất là màu bóng nữa các bạn. Đó, một cái sự phối màu hoàn hảo ở mẫu xe Swift FE luôn các bạn. Mẫu đèn là dẫn sử dụng đèn halogen các bạn, sáng luôn nha, khi bạn bật khóa lên là nó sáng luôn. Còn các bạn nào mà không thích thì các bạn có thể đấu cái công tắc của phiên bản trước là 2022 vô thì nó có thể tắt đèn được nha. Phiên bản Swift FE 23, 24 là không có tắt đèn nha các bạn. Hai cái mẫu màu mình đang quay trước cho các bạn. Đó, kế tiếp đó là một cái mẫu màu xám, xám vàng đen nha các bạn. Đó, mặt nạ trước thì cũng là màu đen, điểm nhấn là màu đen hết các bạn. Hai yếm là màu xám cùng với mỏ dày trước cũng là màu xám với ốp đầu trên này các bạn. Còn hai cái yếm trong thì được phối một cái mẫu màu vàng và chạy dọc về sau là hai ốp sườn màu xám các bạn. Đó, được áp dụng một cái mẫu tem giữa cái màu xám thì phối tem màu vàng, màu vàng thì phối tem màu xám, nó ngược lại, nó pha trộn giữa màu vàng và màu xám, nó để nó tạo nên một cái vẻ đẹp ở cái tông màu các bạn. Thì mẫu tem của Swift FE này các bạn, ở phiên bản bánh mâm thì các bạn có thấy một cái sự kéo dài từ cái phần yếm, hai cái yếm trong nè, nó kéo ngược qua một cái phần uốn lượn để vuốt thẳng về sau để tạo nên một cái nét thể thao ở cái phiên bản Swift FE này các bạn. Đó, ba cái mẫu màu mình đang quay cho các bạn đều pha lẫn giữa ba cái màu một phiên bản nha các bạn. Còn mẫu kế tiếp mình đang quay cho các bạn đó là dòng Swift FE 2024 các bạn, ở cái màu đen nhám nha các bạn, được thay đổi về cái mẫu tem vẫn là GC các bạn, nhưng mà được thay đổi về cái mẫu tem mới của năm đó, được pha lẫn giữa một cái màu đen thôi các bạn, màu đen bóng và đen nhám thôi, với được cái mẫu tem là một cái mẫu tem màu vàng đậm 3D các bạn, xen lẫn giữa cái sáng và tối đó. Mình sẽ quay một cái phần bên hông cho các bạn thấy cái mẫu tem 115 giữa sáng và tối, phân nửa trên là màu vàng, phân nửa dưới là màu đen, y gan là 3D vậy các bạn. Đó, thường thường thì mình thấy màu đen nhám hay phối với mâm vàng đồng hoặc tem màu vàng đồng các bạn, cho nó sáng các bạn, nó sáng cũng như nó nổi, nó đẹp, nó đẹp ở cái màu xe luôn nha các bạn.
Nhiều bạn thích ở cái phiên bản màu đen mông đồng lắm các bạn. Kế tiếp đó là màu cam, đó một cái màu cực kỳ là nổi luôn, cho bạn nào mà yêu thích những cái màu nổi. Cam đen nha các bạn. Ốp đầu trên là màu cam nè, mặt nạ là màu cam, về trước cũng là màu cam, hai yếm hai bên là màu đen nha các bạn. Và thêm một cái phần điểm nhấn nữa mình thích, một cái sự ngộ nghĩnh cũng như một cái nét đẹp, đó là phần cản sau các bạn. Hai cái ốp sườn sau là màu đen rồi, được phối cái cản là màu cam, cực kỳ là đẹp và tinh tế luôn. Kèm theo đó là hai cái yếm trong được phối màu cam với cùng với một cái đường tem màu cam chạy dài ôm dọc theo cái thân xe vuốt ngược về sau. Nó tạo nên một cái sự kịch tính cũng như một cái nét thể thao cho mẫu xe Seawood FI 115 các bạn. Thì tất cả các màu ở phiên bản bánh mâm này các bạn, mỗi màu nó có một cái đẹp riêng các bạn. Bạn nào mà thích sáng thì các bạn có thể chọn giữa màu đỏ đen và màu cam này các bạn. Còn bạn nào mà thích sự trầm lắng thì các bạn có thể chọn ở cái phiên bản là ở cái màu các bạn, màu xám vàng đen, hoặc các bạn chọn màu xám ánh xanh bạc đen các bạn. Mình sẽ giới thiệu lại cái mẫu màu cho các bạn tham khảo nha. Trước mắt các bạn đó là màu cam đen, kế tiếp là màu đen của năm 2024 đó, một cái mẫu màu mới các bạn. Và lần lượt kế tiếp đó là màu xám vàng đen, được phối giữa ba màu ở cái một phiên bản các bạn. Đó, một cái mẫu xe được xen lẫn giữa màu xám, màu vàng, màu đen. Kế tiếp là màu đỏ đen, hai màu thôi các bạn. Và lần lượt tiếp nữa là một cái một màu mà trong số một màu nhiều bạn thích nhất, đó là màu xám ánh xanh bạc đen các bạn. Giữa màu xám nó có một cái hiệu ứng là màu xanh, với nó được phối những cái yếm trong là màu bạc đó. Phiên bản bánh mâm các bạn thì đa số là GC các bạn. Đây, GC được mà chữ GC được mà rơm cực kỳ là sáng luôn các bạn. Nhiều bạn thích ở cái mẫu tem GC này lắm bạn. Nhất là ở cái dòng C thế hệ trước bạn, C thường á, phiên bản GC được nhiều bạn chọn các bạn. Đó. Cực kỳ là đẹp ở cái mẫu tem nổi chữ GC luôn các bạn. Nó tạo nên một cái nét đẹp cũng như tô lên một cái sự sáng ở cái phiên bản Seawood. Thì nói đến GC thì tất cả các bạn đã biết về như là mẫu Seawood bộ chế hoạt khí GC nè các bạn, phiên bản CP GC, S135 GC, 150 cũng có phiên bản GC luôn các bạn, 155, tất cả các phiên bản hầu như là mẫu xe số của Yamaha thì nó có một mối liên kết chung với nhau các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn thấy clip hay bổ ích, nhớ đăng ký và like cho mình để xem nhiều clip tiếp theo. Mình sẽ ra nhiều cái mẫu màu mới cho các bạn tham khảo nha. Chào.